Xin chào các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã xem cái video này của chúng tôi. Ngày hôm nay tôi quay cái video này nói về cái vị của hoa kim ngân. Thì sau khi đăng cái video mà có cái tác dụng của hoa kim ngân thì có một số người thắc mắc về cái vị của hoa kim ngân. Đây là hoa kim ngân miền Bắc các bạn nhé. Tôi đang cầm trên tay trên đĩa này các bạn này. Đấy. Thì cái hoa kim ngân nó rất là nhỏ, cho nên là thường là khi mà người ta thu hái thì nó đã lẫn một số cái cành nhỏ của cái hoa nó dính ở đây này các bạn. Đấy, và người ta được phơi khô. Thì tuy nhiên là cũng có nhà thì làm được cái hoa rất đẹp, có những nhà thì làm được cái hoa thì nó xấu. Nhưng thường cái hoa kim ngân ấy thì khi thu hái về tươi thì ta phải phơi khô ngay lập tức thì nó mới giữ được cái màu vàng và có cái mùi thơm. Hoa kim ngân thì theo tài liệu của giáo sư tiến sĩ Đỗ Tất Lợi thì nó có vị ngọt, tính hàn. Vì vậy nên là nhiều người sử dụng thì hay bị đi ngoài. Trong quá trình sử dụng nếu mà bị đi ngoài thì sẽ dừng không uống nữa hoặc là giảm liều lượng thì sẽ hết. Hoa kim ngân thì nó là một trong những cái loại hoa có cái tính chất kháng sinh tự nhiên rất tốt. Vì vậy cho nên thường dụng để trong chữa các cái mụn nhọt mẩn ngứa và dùng để trong chữa các cái viêm họng và các cái bệnh ngoài da hoặc là các bệnh phía bên trong cơ thể để kết hợp với một số cái vị thuốc khác. Về cái tác dụng của hoa kim ngân thì có rất nhiều tác dụng, thì các bạn hãy xem cái video tác dụng của hoa kim ngân, trong đó chúng tôi đã đề cập tới cái tác dụng của hoa này. Hôm nay thì tôi đã nấu một cốc nước có hoa nước của cái kim ngân. Ta nấu trong cái ấm rồi các bạn ơi. Đấy. Và đã được đun sôi. Để bây giờ nó còn hơi nguội một chút rồi. Tôi sẽ thử xem cái vị hoa kim ngân nó như thế nào. Có người nói là cái hoa kim ngân thì nó có cái vị đắng. Nhưng mà trong cái tài liệu của giáo sư tiến sĩ Đỗ Đức Lợi thì không thấy nói đến cái vị đắng. Thì tôi sẽ chính thức để thử cái hoa kim ngân này cho các bác xem. Đây thì sau khi chắt cái hoa kim ngân ra nó có cái màu nước như thế này các bác nhé. Tôi sẽ thử cho để xem nào. Chính xác là cái hoa kim ngân này là có vị chua. Chính xác là có vị chua các bạn. Và không thấy vị đắng đâu cả. Không hề có thấy vị đắng. Có thể có vị chua và hơi ngọt. Nhưng mà thực ra cái vị chua nó nát thì nó mất cái vị ngọt đi. Rồi tôi sẽ kiểm tra chứng lại một số cái hoa kim ngân khác nữa. Để xem là có một số bác phải nói là cái hoa kim ngân này có cái vị đắng. Xin cảm ơn các bác đã xem cái video này nha. Và các bác dùng thực tế cái hoa kim ngân của các bác nhà mà trồng được ấy. Các bác mà dùng thực tế cái hoa kim ngân của các bác mà nhà trồng được thì các bác cho chúng tôi biết cái vị nó như thế nào nhé. Tôi uống ở đây thì thấy có vị thơm, mùi thơm của mật ong và có vị chua, chính xác là có vị chua. Xin cảm ơn các bác đã xem cái video này của chúng tôi nhé. Mọi liên hệ thì các bác cứ comment ở phía dưới video hoặc là comment theo số điện thoại đang hiện trên màn hình nha các bác nhé. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo.